Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn cái hồ coi di động mini. Đấy, cái hồ này là hồ siêu mini các bạn. So với những hồ khác thì đây các bạn có thấy cái hồ của mình bên này rất là to nè. Hồ này thì mình làm mà mình có chia sẻ cái clip trước các bạn thì mình làm mà cái hồ thì mình làm cái tàu cốt thép nhưng mình làm rất là mỏng để nó nhẹ. Rồi cái phần non bộ này thì mình làm toàn bộ là bằng xốp các bạn. Mình đưa cái lớp xi hồ bên ngoài thì mình đắp hồ bên ngoài, mình nhúng miếng xốp vào rồi mình nó dính vào với nhau rồi mình đắp, rồi mình dậm thêm bằng cọ thôi. Tức là mình làm bằng cái cách đơn giản nhất để có một cái cách dễ làm nhất để có thể làm ai cũng có thể làm được các bạn. Thì đối với cách làm này thì nó đặc biệt là nó siêu tiết kiệm và các bạn cũng có được một tác phẩm mà tương đối là nghệ thuật để các bạn chơi trong cái sân vườn các bạn, thì không gian nhỏ. Thì đây mình sau khi mình làm được, hôm nay là ngày thứ tư mình ngâm hồ đó, thì mình trồng cây và ngâm hồ thì hôm nay mình tiến hành mình thả cá. Thì các bạn thấy cái hồ nhỏ này mình thả 8 con cá các bạn. Thì trong này có mấy con thì mình bắt ở bên cái hồ mình nuôi từ cái hồ lớn bên kia các bạn. Đó, hồ lớn bên kia kìa. Hồ đó là nó đẻ ra mình bắt qua đây, với một số con mình bắt vừa rồi mình có đi mua về. Một cái nhỏ các bạn thì nó tương đối phù hợp với cái hồ này. Thì mình ném cho nó miếng cám ăn thì các bạn đó. Mình mới bắt vừa bắt xong qua luôn chắc được 5 phút đồng hồ nên nó còn hơi nhát các bạn. Mình ném cám cho nó ăn thử nó ăn. Đó, mình mới ném cám mà nó chưa thấy các bạn, chắc nó sâu đó. À cũng ăn các bạn. Đó, lên ăn đó. Tại vì cá này mình thuần sẵn ở trong hồ rồi thì mình ném vào cái hồ mới thì nó vẫn lên ăn bình thường các bạn. Hơi nhát chút xíu thôi mà nó cũng không đến nỗi. Thì cái hồ nhỏ này nhưng mà mình là tại vì cái hồ nhỏ thì không có chịu lực nhiều các bạn. Nên mình sử dụng cái tấm kính lớn để cái mặt trước của bạn, mặt trước các bạn có thấy nguyên cái mặt của cái hồ coi luôn. Mặc dù vậy nhưng mà cái mực nước của cái hồ này tới gần 40 cm luôn các bạn. Nên con cá nó có to lên tí nữa thì to gấp 2 lần 3 lần này thì vẫn nuôi được. Không vấn đề gì cả. Hồ thì được thiết kế với hệ thống lọc. Các bạn có thể thấy nó mỏng nhưng mà đặt ống trong đó âm như bê tông luôn, hệ thống lọc là gồm 3 đáy và 1 hút mặt. Hút mặt thì mình chưa gắn. Ở đây thì mình có gắn đây quay gần các bạn xem. Đó, ở hồ này mà chơi sân thượng thì tuyệt vời nhé các bạn. Đây này. Đó, cá do ăn liền. Thì đây mình quay gần các bạn xem thì sau 4 ngày mình trồng tong rêu thì cây cối nó đã tong rêu này nó đã bắt đầu nó phát triển rồi này. Nó mọc những cái sợi ni ti như này này. Mình gắn máy khói đây nữa thì nó tạo cái cảm giác rất là bồng lai trên cảnh các bạn. Để tí nữa mình gắn thêm một cái bức tượng vô đây nữa để xem thế nào. Mình có thể gắn một bức tượng ở trong cái cầu này, trên cầu này, một bức ở trong cái nhà mát này để nó tạo thành cái cảnh cho nó nhìn nó hấp dẫn chút xíu các bạn. Rồi bây giờ mình đặt cái bức tượng lên, hai cái bức tượng lên rồi. Đấy các bạn có thể thấy này. Đó, máy khói nó bay mù mịt luôn. Đây thì mình đặt một cái thiếu nữ là đang ngồi đánh đàn ở dưới cái nhà một giác các bạn. Đồng khác, còn ở trên này có một nam hiệp đang đứng ở cái cầu. Đó, đang nhìn về xa xăm. Đấy, nhìn về thì trong một thời gian ngắn nữa chàng này sẽ đến gặp nàng. Đó, mình sẽ làm một cái cảnh lãng mạn ở giữa núi rừng xa xôi các bạn. Đây thì cái đối với cái hồ đơn giản này thì mình có một cái góc nhỏ là mình giải trí rồi các bạn, chứ cũng không cần phải các bạn có mảnh đất rộng lớn thì các bạn mới làm được hồ coi. Các bạn có thể làm một cái hồ coi nhỏ thôi, không cần phải lớn, các bạn vẫn có thể giải trí được, vẫn có thể chơi được trong một không gian nhỏ hẹp thôi. Nhưng mà mình có thể làm một cái non bộ, một cái núi rừng thu nhỏ để mình thỏa mãn cái nhu cầu mà chinh phục thiên nhiên các bạn. Đó, mình mang thiên nhiên vào gần cái không gian của nhà mình để mình chơi. Đó, rất là đơn giản các bạn để có một cái hồ coi di động mini mà có đầy đủ cảnh này, non bộ này, cây cối này, cá này, có hội hệ thống lọc đầy đủ, bạn tha hồ chơi. Đó, mình quay nó bị công sáng các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.